Anh phải sấy từ trên này xuống này. Nó phải khô ở dưới này đã. Sấy tóc là cả một nghệ thuật đấy. Không phải là sấy bừa là được đâu. Cười tươi lên thế nào? Làm việc lao động phải hăng say chứ. Phấn khởi, anh không thấy lao động là vinh quang à? Em bảo sấy chân đỉnh này trước này, cho khô chân đỉnh này đi đã. Anh bật nắp to lên. Khô đỉnh xong rồi, khô cái chân này đã. Anh còn xem phim nào? Người ta sáng tác một bài hát để chống dịch corona đấy, anh đã nghe chưa? Hả? Người ta sáng tác bài hát để chống dịch corona đấy. Chân này trước, chân này trước. Ở trước anh phụ phụ bác làm đầu mà anh không biết à. Sấy khô cái chân này đã. Chân này nghe, chân này, chân này. Chưa xong. Chân đỉnh nó đã khô rồi. Khô rồi. Thôi để em sấy tiếp. Chắc cái mặt anh sấy tóc mà căng thẳng ấy nhỉ. Thôi khô rồi các bạn ạ. Đi xem phim không, đi ngủ thôi.